Hôm qua em có coi trực tiếp đám cưới anh Tú với Diệp Diêu. Ừ, chị có lướt TikTok mà thấy mà chị không có coi. Có lẽ cô dâu cái này khóc rồi, mình cũng dễ khóc chút quá rồi. Ủa sao vậy? Chứ bây giờ yêu nhau 7 năm mà không được công khai, không dám công khai chứ không phải là không công khai. Không dám công khai luôn á, tới chỗ mà cha vợ anh cũng còn phải vô toilet nữa là hiểu rồi đó. Kiểu là thành công hết cả hai người rồi á. Đừng đừng chính chính mới dám công khai chứ. Mày ẩn cho công khai em bé nha. Không, chị nghĩ có em bé thiệt nha. Thì có em bé thiệt mà, nhưng mà chưa công khai. Không, không lộ ra đâu. Thì bỏ đi đó. Chưa có công khai em bé nữa. Đợt, đợt đi khám bệnh viện người ta có người thấy rồi. Mà giờ mà công khai em bé nha thì mình ra người vô nói này nó kia vậy đó. Không, giờ công khai được rồi, nhưng mà ý là sợ công chúng phóng viên nó đến theo dõi nó lần tin tức à ảnh hưởng cuộc sống chưa cưới mà đã có con này gì vậy đó chứ. Cái lời đàm tán của người ngoài mà nhưng mà kiểu người ta không muốn đó. Kiểu vậy con mà nghi vấn biết là gì không? Trấn Thành với Harry Won á. Sao? Thì đó đang thắc mắc. Trấn Thành với Harry Won bị gì? Trục trặc á. À. Trời ơi, riêng lớp mà nghĩ sao cho đấy. Giờ có nhiều khi á, sau lớp nó làm gì á, tự nhiên cái đồng nó cái gì bị cái này, không có biết gì đâu. Cãi lộn gì đâu anh biết, nhưng mà cái gì như vậy. Người ta cũng chỉ muốn có cuộc sống riêng tư thôi, nhưng mà người ta riêng tư á, tại vì bây giờ á, người ta với cái thằng kia mất tiêu, và thằng kia bây giờ bên bỏ nó thì lại có người yêu bên bỏ luôn. Cái đầu. Ê, nó làm sao? Không hiểu biết, không hiểu. Theo nói. Một mình đơn nuôi con thôi mà. Mệt mỏi ha. Không, còn mấy người đó người ta có tiền.
mình không có nghĩ là người ta bốn mươi mấy đâu, nhưng Lý Nhã Kỳ đâu có nghĩ là người ta bốn mấy đâu. Xin một à? Xin có dụng đó nữa hả?
Hôm qua chị gặp được anh shipper giờ sao dễ thương lắm. Xinh lắm kìa. U giống Lan Anh á. Cao. Dễ thương lắm. Tôi kêu, ồ chị ơi, cái hội chữ thập đỏ là ở đâu á chị? Tên gì chị? Không biết tên. Anh chạy vòng 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 anh nói, chị ơi chị ở đâu Trời ơi, chị thương lắm. Nhiều người người ta đi á, người ta hay gọi gọi mình. Anh này hôm qua anh đi tìm chị như kiểu đi tìm mẹ vậy đó. Hỏi chị ơi chị đang đâu à? Công việc kiểu công việc dịch vụ mà thái độ của khách hàng không được. Giống như em đi làm giáo viên mầm non đó. Em cộng thử coi sao em làm được cái nghề đó. Cái gì mầm non là không được nha. Ừ. Nó rất là khoái ngọt. Nó rất là khoái ngọt lắm. Trong một lớp đúng không? 10 đứa là có một đứa thôi nhưng mà 9 đứa lại sợ hết. Đúng rồi, em có bà hoài luôn. Quấn một lớp như gì á. Em của em á, đang học bên trường cũ. Mà tại bên trường hôm nay nó mới mở chi nhánh 2 á, qua bên nhà cho nó gần á. Cái cho nó đi học bên đây một bữa mà cái nó về nó mét, nó nói là cô giáo á không có la nó mà la bạn nó xong rồi nó sợ qua rồi sao không đi học trường đó nữa. Không đi học trường đó nữa mà đòi đi qua cái trường cũ nó học á chị. Con nít gì nó khôn lắm chứ bộ. Tại vì nó mới mở hai chi nhánh mới á, em của em là giờ là có chuyện gì nó mới khóc. Chứ không bao giờ mà nó khóc bậy đâu, đi học không bao giờ khóc nhè. Nhưng mà mấy đứa mà nó đi học mà nó nói được rồi á, về nó mét mình thì mình còn đỡ nha. Đó, em của em á. Bây giờ đi học mà vô cô giáo mà nói gì là được biết. Dễ nói mẹ hết á. Nó sợ, còn nhiều đứa nó bị hâm quá nó sợ. Nhiều đứa nó gục ghè nó không nói luôn. Được đây, cần con chị đi học nó ngoan. Ăn ngoan, ngủ ngoan, thế này là cô nào cũng thương hết. Em của em á, nó không có học nhẹ, đi học không bao giờ khóc hết á. Trừ khi nào mà có cái chuyện gì á, nó mới khóc, bởi vì mình dễ hiểu, dễ biết. Có chuyện gì nó mới khóc thôi. Con mới bảo cô giáo á, nó nhẹ nhẹ nhẹ, bực không biết cái gì á, điên lên xong rồi là mẹ. Cô giáo nào mà làm cho nó mến rồi nó phái. Nó kêu gì nè, nó kêu á, em muốn học cô Diệu. Là bây giờ nó qua lớp mới, nó lên lớp lá. Nó lên lớp lá, đang chuẩn bị qua lớp 1 á chị, là cũng cô nó dạy luôn. Mình đi học cũng dạy thôi, là cô nào mà dạy dễ hiểu hay này kia mình cũng thích mà thích. Chỉ muốn học cứ cô kêu cô nó dạy hoài như hoài luôn. Bây giờ em của em nó đang học có chuẩn bị lớp 1 rồi. Hồi năm lớp 6 ơi, cái ông thầy dạy tiếng Anh của chị á, cả lớp á, viết tường trình 40 cái bản tường trình á, lên nó yêu cầu là nâng đỡ thầy giáo này nè, cho thầy dạy từ lớp 6 đến lớp 7, 9 luôn. Thế là thầy dạy luôn á, 4 năm liền luôn, một mình thầy dạy. Bây giờ đi học về là viết bài, tới giờ là viết bài. Tới giờ viết bài là điện cho em ngồi canh. Em viết cho đẹp, để không cô la. Hồi đó nói là mình nói là không phải là thầy dạy đâu, giờ mình đi học phải là thầy dạy đâu, giờ phải là thầy dạy đâu, giờ là thầy chữ đó. Làm gì tối rồi cũng gì đó đó ăn gì đó cũng như người đi nghe còn mà từ đây cũng tốt rồi. Thank you.
trời tới giờ mình còn có phim mùa hai luôn á chị. Có phim 15 phút thì phim vô phim được. Thank you.
Đang mùa lạnh đó. Thank you.
Thank you.
Thấy chưa? Chị đang ngồi chị nhớ cái chân.
Tiếng đặt cơm á, bao nhiêu tiền á, tiền nội dung. Ủa sao bà nói bộ tại Hồng tao gồm có 100 nghìn. Để đâu biết đâu. Trời đất ơi. Sao? Hả? Nhắn vừa tiền cuối. Quên tiền mà đặt cơm á. Thế là muộn. Mãi sợ xíu hàng về á. Nhưng mấy chục nghìn nhưng mà tại là em đi đổ tiền quá chị mà. Mời chị nè. Chị giàu lắm mà chị đi. Không, không dám nói chị giàu đâu. Hôm qua chị bay 6 triệu. Làm gì vậy? Tiền tháng này em làm còn lĩnh trong này á rồi. Em chưa dám rút ra. Tiền học con nè. Em để em đóng tiền trọ. Tiền ngân hàng nè. Tiền điện nè. Cái gì đó? Và tiền sữa, tiền biển. Tiền nợ, trời ơi. Quá dữ. Hôm qua mùng 10 mà bay sương sương nhiêu đó. Hôm qua mùng 10 là hết tiền luôn á. Cứ tới mùng 10 là chị thấy chị bay hết tiền rồi đó. Mùng 10 ngày trời em chưa có đóng tiền trọ. Em về tiền trọ với chị. Chị bị dí tiền trọ nè. Chắc ngày mai, ngày mai, ngày mốt, ngày bữa nay. Nó đi gồm. Yeah. Yeah.
ta phiên Trần Thiên Thiên trong lời đồn chưa? Hả? Có phiên Trần Thiên Thiên trong lời đồn chưa? Phiên hay. Phiên đó là kiểu hài hước tình cảm xuyên không. Đã có cái bộ phim đó là chị ngồi chị đọc nữa, chị coi phim mình thì chị phải đọc mà đó. Hồi đó có bộ phim nào hay lắm thì mới vừa rồi đọc thôi, chứ còn phim nào mà dở dở là miếng á. Không hỏi phim nó giờ nó ra cái quên rồi, tiếng trở lại giờ ra cái quên.